Quang Hải liên tục công khai tình bể bình với Chu Thanh Huyền, bến đỗ cuối cùng là đây. Quang Hải cùng bạn gái Chu Thanh Huyền đã cùng nhau đến dự sinh nhật của một người bạn thân thiết cách đây vài ngày. Cặp đôi khiến cộng đồng mạng hú hét khi công khai thể hiện tình cảm một cách dịu dàng mà vô cùng ngọt ngào. Team qua đường đã bắt được khoảnh khắc Quang Hải bước xuống xe liền chạy lên phía trước, chào hỏi bạn bè. Ngay sau đó, anh liền quay đầu tìm bạn gái và chủ động đưa tay ra để nắm lấy tay Chu Thanh Huyền. Không những thế, trên bàn tiệc còn ghi lại được khoảnh khắc cặp đôi tay trong tay vô cùng dễ thương. Quang Hải vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè, còn bạn gái chỉ im lặng ngồi cạnh anh. Đôi trai tài gái sắc không ngần ngại bày tỏ tình cảm gắn bó bên nhau trước sự chứng kiến của bạn bè. Một khoảnh khắc khác, khi Chu Thanh Huyền đang ăn, Quang Hải quay sang nhìn nàng với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt thể hiện rõ tình yêu ngọt ngào. Có thể thấy, Quang Hải giờ đây đã có thể thoải mái công khai mối quan hệ yêu đương cùng bạn gái mà không cần giữ khoảng cách hay né tránh camera như khoảng thời gian trước. Anh cũng thể hiện rõ sự quan tâm, chăm sóc dành cho Chu Thanh Huyền khi cả hai cùng dự những cuộc vui, sự kiện có đông người tham dự. Đặc biệt, cặp đôi còn được bạn bè gọi là vợ chồng dù chưa cưới. Cụ thể, người chị thân thiết đã đăng hình ảnh của cả hai lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Cảm ơn em, chị rất tự hào khi có hai vợ chồng em đến chung vui với chị." Trước đó, Quang Hải cũng từng chẳng ngần ngại gọi Chu Thanh Huyền là vợ. Về phía Chu Thanh Huyền, cô nàng gọi bạn trai là ông già nhà em hay ba nó. Điều này khiến dân tình hoài nghi cả hai sắp có tin vui, dự đoán một đám cưới hoành tráng. Gần đây, cả hai thu hút sự chú ý của truyền thông khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, mới nhất chính là lễ cưới của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My. Quang Hải khi nhận được câu hỏi, anh có sốt ruột không khi các đồng đội liên tục cưới vợ? Chàng cầu thủ thoải mái chia sẻ, tôi không sốt ruột chút nào. Quan điểm của tôi là duyên đến, mọi thứ sẽ đến, tôi nghĩ tương lai gần sẽ đến lượt tôi. Nhiều người đoán với dự định trong tương lai gần thì rất có thể nam cầu thủ đã chốt cưới Chu Thanh Huyền. Nhưng đến nay cả hai chưa chính thức xác nhận. Sau hai mối tình công khai rầm rộ, đồng thời cũng mang lại nhiều tai tiếng cho mình thì đến nay Quang Hải đã trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Anh không còn đăng tải nhiều những hình ảnh cùng bạn gái lên mạng xã hội nữa. Trước đó, người hâm mộ chỉ bắt gặp một lần duy nhất hồi tháng 8 Quang Hải đã đăng story chúc mừng sinh nhật bạn gái. Ngoài ra không có bất cứ động thái nào liên quan đến mối quan hệ này xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền rộ lên tin đồn hẹn hò từ năm 2021. Chu Thanh Huyền được nhiều người biết đến với danh xưng hot girl Hà Thành. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ với chiều cao 1m60, khuôn mặt khả ái và nước da sáng. Bên cạnh đó, người yêu Quang Hải còn được biết đến với tính cách thẳng thắn, nói chuyện lôi cuốn. Cô nàng sinh năm 2000, hiện đã có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Ngoài ra, cuộc sống của cô nàng cũng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe sống trong căn hộ xịn, check-in các địa điểm sang chảnh. Dù không công khai rầm rộ, nhưng không ít lần team qua đường đã bắt chọn 1001 khoảnh khắc Quang Hải cùng bạn gái sánh đôi trong các sự kiện. Thậm chí, cả hai đã đưa nhau về ra mắt gia đình.